hẻm nhỏ, nhà tao cũng rất nhỏ nhưng mà cái gang tao to. Từ bé đã tự kiếm sống chứ không mong chờ ban phước từ ai cho. Ngã trên đầu đường đời thì lúc bên cạnh có anh em tao. Lo bước chân ra đời đâu đó trời chính lập đất. Dù dẫn ở sau giờ tao vẫn luôn sống chết. Muốn biết cách sống của tao thì mày cứ test thử xem nào. Và khi đồng chuyện mày xem anh em tao xử mày ra sao. Tao rất ít nói chỉ có một cách mỗi khi tiếp chuyện là dùng dao. Nên khi đối diện với tao thì mày đừng có bố láo rồi bắt nhau. Còn ở đây thì không có chỗ cho mấy thằng nào sống mắt ma. Đừng tao vẫn luôn tồn tại dân bất hư chiêu. Tao là Long Ca. Thời thiếu niên giờ là bắt đang ăn khó cao lầu như đồng chân bậc tư có máu đi giao chiến tao như lòng chân hồ đấu đã xông pha bao phe đi bao nhiêu trong gai giàu sinh ra tôi thật tôi như sinh sinh chết đã bao lần đã ta đã tập quen chiến xuống dốc phố đời trai yêu niệm bậc tư chân ngay có khăn chân bước chân phong chờ đợi thằng nào bước vô của tao mà đem con cái mặt bộ lão thích thì một một với tao nếu mày muốn đợi mày cho nên tao phải là chọn muốn gạt thì gạt muốn giàu là giàu mà anh giữ tao sẽ cho mày số không còn một cái răng ngon cháo nói mày nghe nói mày nghe mày không phải khoe để dẫn cái lỗ tai chó là nghe mày bước vô của tao thì phải biết trước biết sau. Thứ không thể thay đổi dù chuyện gì xảy ra. Đó là quá khứ, sự thật và chính là tao, Long Ca.